À, chúng ta sẽ làm một câu nói về hình ảnh thí nghiệm để như sau. Cho vào ống nghiệm 1 x bột CO màu đen thêm 20 lít dung dịch HCl dư vào và lắc nhẹ như hình bên. Điều cầu chúng ta là nêu hiện tượng quan sát được. Như vậy đây chúng ta sẽ thấy là gì? Đầu tiên là gì ạ? Đầu tiên chúng ta thể xét từng giai đoạn đi. Giai đoạn thứ nhất. À, giai đoạn 1 này, giai đoạn 2 này. Đầu tiên là khi chúng ta cho HCl vào và à, lắc nhẹ thì cái bột đồng CO sẽ tan trong dung dịch HCl. Nếu chúng ta tiếp tục lắc vì lượng HCl trong này là dư. Thì ở đây nó sẽ tan hoàn toàn và tạo ra dung dịch màu xanh của COCl2. Và em ghi phương trình thế là xong. CO cộng cho HCl. Để tạo thành COCl2 cộng cho H2O. Đây là một câu tình huống thực tế dễ. Và chúng ta lưu ý đây là chất rắn màu đen này. Đây là dung dịch không màu này. Đây là dung dịch màu xanh. Ok, các bạn cần thì nó lại không? Đầu tiên khi mình cho một lượng HCL vừa phải vào thì, thì cái lượng HCL chúng ta lắc nhẹ đi thì chúng ta sẽ lượng bột đồng nó CO sẽ tan một phần. Bây giờ và có hiện tượng ta lớp lớp trên là gì? Lớp trên là dung dịch COCl2 và lớp dưới là bột đồng CO Sau đó chúng ta tiếp tục cho HCL vào và lắc. Thì khi đó là và xác sẽ cho tới dư thì bộ đồng CO chúng ta sẽ tan hết và chúng ta sẽ thu được dung dịch màu xanh. Chúng ta ghi một phương trình là xong, hết.